Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay ông Chu Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng để chúng ta cùng bàn về chủ đề hôm nay, đó là thực hiện chính sách về nhà ở cho người có công với cách mạng. Chính sách này được chính phủ ban hành kèm theo quyết định số 22/2013 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013. Đến nay qua 6 5 năm thực hiện thì trên địa bàn tỉnh đã có những cái kết quả đáng ghi nhận. Và xung quanh vấn đề này thì ông Chu Anh Tuấn có thể cho biết thêm là quá trình triển khai thì chúng ta đã có những cái kết quả như thế nào trong 5 năm qua. Ngày 26 tháng 4 năm 2013 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái quyết định số 22 để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đấy là một cái chủ trương lớn rất thiết thực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với người có công với cách mạng, nhằm đảm bảo cái nâng cao được cái chất lượng về nhà ở cho người có công, đồng thời là ổn định cuộc sống, nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của người có công với cách mạng. Thì theo quyết định 22 này thì có 12 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách với cái mức hỗ trợ là đối với trường hợp sửa chữa nhà ở thì là 20 triệu đồng một hộ. Còn đối với trường hợp mà nhà ở đã xuống cấp trầm trọng, không thể ở nữa thì phải tháo dỡ và được hỗ trợ xây mới lại với mức hỗ trợ là 40 triệu đồng một hộ. Thì sau khi có cái kết quả rà soát từ Ủy ban Nhân dân các huyện thành thị thì ngày 10 tháng 10 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 4597 để phê duyệt cái đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, với tổng số ra có 26.846 hộ được hỗ trợ với cái tổng kinh phí cần có để hỗ trợ là 816 tỷ đồng. Và cái đề án này đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và thống nhất. Đến đây thì có bao nhiêu gia đình đã được thực hiện cái chế độ đó? Quá trình này thì nó có diễn ra thành hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn từ năm 2013, tức là sau khi phê duyệt đề án đến hết năm 2014, thì Trung ương đã bố trí cho chúng ta đủ số vốn để hỗ trợ cho 1.018 hộ. Và hết năm 2014 thì chúng ta đã hỗ trợ hoàn thành 100% các đối tượng này. Tuy nhiên là từ năm 2015 cho đến hết năm 2017, do Trung ương chưa bố trí được vốn, thì nên là cái chương trình này ở tất cả các tỉnh, trong đó có tỉnh ta, là đang bị chững lại. Tất nhiên là cũng có một số đơn vị cũng huy động các nguồn khác nữa để mà hỗ trợ, tuy nhiên là số lượng này không được nhiều. Sau đấy thì đến đầu năm 2018 này, Trung ương đã bố trí đủ vốn cho tỉnh ta để hỗ trợ cho tất cả những cái đối tượng mà được phê duyệt trong đề án. Đến nay thì chúng ta rất vui mừng là đã hỗ trợ được 14.646 hộ trên địa bàn toàn tỉnh, với cái tỷ lệ là 54.56% trên tổng số hộ đã được phê duyệt. Cái số tiền đã được giải ngân là 270 tỷ đồng. Có thể nói là cái chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng mà trên địa bàn tỉnh đã triển khai là một cái chính sách xã hội rất quan trọng, được cấp ủy rồi là chính quyền các cấp và nhân dân là đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Hóa có gửi về chương trình một câu hỏi rằng là bố mẹ bà Hóa thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo cái chính sách theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ ấy. Nhưng mà hiện nay cả bố và mẹ bà Hóa đã mất vậy, thì bà Hóa hỏi là hiện bà Hóa đang sống trong ngôi nhà của bố mẹ bà Hóa, vậy thì bà có được hưởng cái chính sách về hỗ trợ nhà ở theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ hay không? Về cái trường hợp của bà Hóa thì là một trong những cái trường hợp đã được chính phủ đưa ra trong chỗ trả lời, đưa ra trong cái nghị quyết số 63 ngày 25 tháng 7 năm 2017. Cụ thể là tại cái điểm C khoản 1 điều 1 của nghị quyết này có ghi rất rõ rằng là đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ mà cả người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống trong nhà ở đó, thì các địa phương ra soát cụ thể từng trường hợp. Nếu con của họ thực sự có khó khăn với nhà ở thì
Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác để thực hiện hỗ trợ. Như vậy trường hợp của bà thì vẫn được hỗ trợ. Vâng. Một thông tin đó là sau khi ra soát trên cả nước ấy, thì số lượng người có công với cách mạng thuộc diện hỗ trợ về nhà ở đã tăng so với trước khi đề án ban hành thực hiện ở các địa phương. Vậy thì tỉnh Nghệ An cái số lượng nó có tăng nhiều hay không và chúng ta từng bước được xử lý như thế nào? Trên cơ sở mà ra soát từ các huyện thành thị thì Ủy ban nhân tỉnh đã có hai lần phê duyệt đề án, một lần là phê duyệt lần đầu, lần sau là điều chỉnh lại. Cái lần phê duyệt lần đầu á là năm 2013 thì là chúng ta đã phê duyệt đề án với tổng số hộ cần hỗ trợ là 13.572 hộ. Tuy nhiên là cái thời điểm này thì không phải thừa tỉnh Nghệ An và tất cả các tỉnh thành khác thì việc ra soát do thời gian gấp quá nên là cái số liệu cũng chưa chính xác. Thì sau đó trung ương đã cho phép các tỉnh trong đó có Nghệ An là được ra soát lại. Và sau khi ra soát lại và được điều ra soát lại thì cái tổng số của Nghệ An mà đã được phê duyệt lại lần hai là cái đề án được duyệt là 26.846 hộ. Như vậy là nó tăng lên 13.274 hộ so với lần một. Cái số lượng này thì đã được Ủy ban tỉnh Nghệ An phê duyệt, đồng thời là cũng đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống nhất thẩm định và thống nhất. Và hiện nay thì là chúng ta vẫn đang thực hiện theo cái đề án với cái tổng số hộ là 28.846 hộ. Và đồng thời trung ương cũng đã bố trí đủ vốn cho ta để hỗ trợ 28.846 hộ này. Vì vậy là số hộ mà 13.270 hộ tăng lên thì cũng đã được trung ương bố trí vốn rồi và chúng ta vẫn hỗ trợ bình thường. Vâng, cái số lượng mà người được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22 trên địa bàn Nghệ An đã tăng gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Vậy thì quá trình thực hiện chắc chắn là có những cái khó khăn vướng mắc đặt ra. Vậy Sở Xây dựng với cơ quan tham mưu đã hỗ trợ tỉnh và cùng đồng hành để mà giải quyết những cái vướng mắc như thế nào? Phải nói là cái quá trình triển khai cái quyết định 22 này thì được sự vào cuộc rất quyết liệt của cấp ủy rồi chính quyền cả cấp cũng như sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên phải nói là cái giai đoạn khó khăn nhất đó là cái giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, đó là tỉnh đã không được bố trí vốn để mà hỗ trợ tiếp. Vì trước đó chúng ta được bố trí là 1.018 hộ chúng ta hoàn thành rồi, nhưng mà gần 3 năm chúng ta không được bố trí vốn, vì vậy chúng ta không thể triển khai được, cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên cũng có một số đơn vị như Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cũng đã có nhiều cái cách làm để mà từ các cái nguồn khác để mà hỗ trợ cho người có công cải thiện nhà ở. Thì là cái lớn nhất vẫn là cái vấn đề về vốn. Tuy nhiên hiện nay thì có thể nói là cái vấn đề này được giải quyết là ở trung ương đã bố trí đủ vốn cho ta. Và bây giờ vấn đề của chúng ta là các chính quyền các cấp vào cuộc để chúng ta triển khai cố gắng hỗ trợ hoàn thành trong năm 2018 này. Còn cái thứ hai thì cũng là cái quá trình từ năm 2013 đến nay thì cái việc mà cái danh sách đã được phê duyệt nó có sự thay đổi, như có đối tượng thì đã chết, rồi có đối tượng đã di chuyển ra khỏi địa bàn đã được phê duyệt, rồi có đối tượng thì lại là không có nhu cầu về xây dựng nhà ở nữa. Vì vậy là chắc chắn nó có biến động về số lượng này. Thì hiện nay Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo cho các huyện thành thị trong tỉnh để ra soát kiểm điểm lại cái danh sách của các huyện để tiếp tục hỗ trợ. Vâng, xin cảm ơn những thông tin của ông Chu Anh Tuấn đã cung cấp. Thưa quý vị, nhân dịp ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình cũng gửi đến các gia đình chính sách, các thương bệnh binh lời chúc sức khỏe. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.